Tuyển sinh đại học trong những năm gần đây là vấn đề nóng và đặc biệt khó khăn đối với khối trường ngoài công lập. Nguyên nhân là do quan niệm của người học về trường ngoài công lập là học phí cao nhưng uy tín chưa cao. Thế nhưng năm nay, theo số liệu thống kê thì số hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học ngoài công lập lại đang tăng rất mạnh. Có trường tổng số nguyện vọng tăng hơn 100%. Trường Đại học Đại Nam trong ngày đầu thí sinh nhập học. Chưa năm nào số lượng thí sinh đăng ký lại tăng đột biến như mùa tuyển sinh này. Con số này cao gấp 2 lần so với năm 2017. Trong đó đáng chú ý có nhiều thí sinh chọn đại học này ở nguyện vọng đầu tiên thay vì đăng ký vào các trường công lập như trước đây. Đó là cái sự phân biệt giữa trường công và trường tư thì ở đâu đó vẫn còn hiện hữu. Nhưng tuy nhiên cái khoảng cách đó hiện nay đang dần bị mờ đi. Trước kia trường công có một lợi thế, đó là học phí tương đối là thấp. Tuy nhiên khi mà được giao tự chủ thì học phí thậm chí có một số trường còn cao hơn cả những trường tư. Ngoài nguyên nhân về học phí thì nhận thức của phụ huynh và học sinh về trường công, trường tư cũng thay đổi. Chất lượng đầu ra đang là tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn trường. Tìm hiểu trên mạng xã hội thì em biết được trường, và thứ hai là trường có, được biết là trường có tỷ lệ 90% ra thì có công việc ổn định và có được thực tập, thực hành các kiểu. Cái tỷ lệ mà sinh viên ra trường có việc làm đó là một trong những cái thước đo quan trọng mà phụ huynh cũng như là các cái học sinh mà chọn Đại học Đại Nam để học. Rõ ràng ranh giới công tư đang ngày càng mờ đi. Từng học trường tư rồi giờ lại trở thành chủ doanh nghiệp với hàng trăm nhân hiểu sâu sắc điều này từ những trải nghiệm cá nhân. Trong cái quá trình em phỏng vấn liên hệ hỏi các bạn ấy thì miễn các bạn ấy có thể đáp ứng được công việc thay vì việc là em phải nhìn như kiểu những trường tư thục. Những con số tăng đột biến, sự thay đổi trong nhận thức, đây sẽ là động lực để các trường ngoài công lập tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo nên bước chuyển mình trong giáo dục đại học tại Việt Nam.